Bồ Tát, con tên Trần Thị Mỹ Dung. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong Kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng, một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời, trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời. Kiếp kiếp được quy y, nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp. Con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện, dẫn dắt, khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con, cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc. Mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng đều tiêu trừ, mong đạt được bổn tâm thanh tịnh, sốt sáo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyên Trung, phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay con muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong 6 đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hàng hà sa số về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật, trong khoảng khẩy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thánh Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục. Huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam, người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chống trời người, hướng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khói đọ vào ác đạo, thường ở tại cung trời, hưởng sự quân thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng nhập hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diệm Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn. Như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạnh chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó, mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ 5 tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. 5 tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Nguyện Trung, hết. Bổn hạnh Địa Tạng, thể nguyện rộng sâu. Gậy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiềm thành, khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô đại nguyện, nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha,